Xin chào anh em. Sau hàng chục năm có mặt tại Việt Nam, các mẫu xe Hàn Quốc đã khẳng định được vị thế và lòng tin đối với người tiêu dùng Việt. Thậm chí khi nhìn vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất nửa đầu năm nay 2021, các mẫu xe Hàn còn đang cân bằng lực lượng so với các mẫu xe Nhật Bản. Vậy, ngày hôm nay hãy cùng Xe Hay tìm hiểu top 5 mẫu xe Hàn có doanh số cao nhất tại Việt Nam. Và cái tên đầu tiên không thể nào khác chính là Hyundai Accent. Hyundai Accent được xem là con gà đẻ trứng vàng của đại gia đình Hyundai thành công Việt Nam. Tính riêng trong nửa đầu năm 2021 vừa qua tại thị trường trong nước, Hyundai Accent đã ghi nhận doanh số lên tới 9.949 chiếc xe, đứng thứ 2 trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất cả nước và chỉ kém mẫu xe đứng đầu là VinFast Fadil đúng 178 xe. Thực tế, Hyundai Accent là một mẫu xe có phong độ rất ổn định với kết quả doanh số luôn duy trì ở mức dẫn đầu trong phân khúc. Sự thành công của mẫu sedan hạng B này được đánh giá là tới từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất chính là triết lý lắng nghe ý kiến khách hàng, luôn không ngừng đổi mới và cải tiến sản phẩm, mang tới những giá trị thật cho người sử dụng các sản phẩm Hàn Quốc. Và đứng ở vị trí thứ hai rất hot chính là Kia Seltos. Kia Seltos là mẫu xe sinh sau đẻ muộn trong phân khúc crossover hạng B tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, mẫu xe này đã đạt được những thành tựu hết sức đáng ngưỡng mộ. Nhờ đó, Kia Seltos đã giành được vị trí số 1 trong phân khúc từ tay hàng loạt các đối thủ rất sừng sỏ trong phân khúc như là Hyundai Kona hay Toyota Corolla Cross. Tính trong nửa đầu năm 2021 vừa qua tại thị trường Việt Nam, Kia Seltos ghi nhận mức doanh số lên tới 7.209 xe bán ra, xếp thứ 5 trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất cả nước. Kia Seltos là mẫu xe được đánh giá cao trong phân khúc nhờ hàng loạt những vũ khí chiến lược như thiết kế trẻ trung bắt mắt, các trang bị tiện nghi đầy đủ và hơn hết là giá bán vô cùng cạnh tranh. Xếp ở vị trí thứ 3 là Hyundai Grand i10. Trước sự lớn mạnh của VinFast Fadil, những mẫu xe trong cùng phân khúc hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota WeGo ngày một bị thu hẹp về thị phần. Tuy vậy, tính trong nửa đầu năm 2021 thì Hyundai Grand i10 vẫn khẳng định được vị thế là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc, xếp thứ 7 toàn thị trường với doanh số 6.374 xe bán ra. Tiếp theo, xếp thứ 4 trong danh sách này chính là Hyundai Santa Fe, một trong số ít những mẫu xe được coi là bom tấn của các hãng xe hàng tại Việt Nam. Mẫu xe này là cái tên duy nhất đã đánh bại thành tích gần một thập kỷ dẫn đầu về doanh số của Toyota Fortuner tại thị trường trong nước, cụ thể là vào năm 2020 vừa qua. Và nếu chỉ tính trong nửa đầu năm 2021, Hyundai Santa Fe cũng là mẫu xe dẫn đầu nhóm SUV 7 chỗ, đứng thứ 10 toàn thị trường xe Việt với doanh số lên tới 5.448 xe. Đến từ xứ sở kim chi, lợi thế của Hyundai Santa Fe cũng tương đồng như các mẫu xe Hàn Quốc khác trong danh sách, đó chính là triết lý làm sản phẩm mang tới nhiều giá trị cho người sử dụng, điều vẫn thường được coi là yếu điểm cố hữu của các mẫu xe Nhật Bản. Xếp thứ 5 trong danh sách chính là Kia Cerato. Lấn át đối thủ Mazda 3, Kia Cerato đang là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam trong 6 tháng nửa đầu năm 2021 với doanh số ghi nhận được là 4.713 xe bán ra. Sự thành công của Kia Cerato cũng được xem là tới từ nhiều yếu tố, bao gồm thiết kế cho đến trang bị. Tuy nhiên, một trong số những vũ khí quan trọng nhất giúp thúc đẩy tình hình kinh doanh của mẫu xe này đó chính là giá bán. Trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Thaco Việt Nam đã tung ra chương trình khuyến mãi tới 65 triệu đồng cho Kia Cerato, kéo mức giá khởi điểm của mẫu sedan hạng C này xuống chỉ còn 499 triệu đồng, tức là tương đương với các mẫu sedan hạng B. Đây là mức giá thấp nhất trong nhóm sedan hạng C của thị trường. Nhờ vậy, không khó hiểu khi doanh số của Kia Cerato nằm ở mức cao trong thị trường Việt Nam. Điều này đồng thời cũng cho thấy các mẫu xe Nhật Bản cần phải hết sức đề phòng cũng như phải tích cực thay đổi hơn để có thể bắt kịp các mẫu xe Hàn nếu không muốn bị xe Hàn Quốc lấn át tại thị trường Việt Nam.